Mời quý vị theo dõi phần tin tức ở thị trường châu Á. Mặc dù có sự giảm tốc trong tăng trưởng GDP, nhưng Trung Quốc vẫn tự tin là nền kinh tế sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2016. Phát biểu được đưa ra bởi phát ngôn viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc trước thềm kỳ họp thứ tư của CPBCC khóa 12. Hội nghị này sẽ bàn về đường lối chính sách mới của Trung Quốc trong vòng 5 năm tới. Trung Quốc hoàn toàn lạc quan về mức tăng trưởng kinh tế trung bình và cao trong năm nay. Mặc dù kinh tế Trung Quốc đã giảm tốc vào năm ngoái, nhưng chúng tôi vẫn dẫn đầu trong bối cảnh thế giới chững lại. Mức tăng GDP 6,9% là tốt cho sự phát triển. Số liệu tháng 1 cho thấy những dấu hiệu tăng trưởng tốt của Trung Quốc trong năm nay, mặc dù bối cảnh toàn cầu đang bất ổn. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã dự báo kinh tế toàn cầu tăng 3,4% trong năm 2016, nhưng con số này có thể hạ xuống trong bản dự báo sắp tới đây vào tháng 4. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn có mức tăng trưởng hàng năm 6,9% vào năm ngoái nhờ việc cải cách cơ cấu hiệu quả. Thưa quý vị, sau trận động đất mạnh đến 7,8 độ Richter kéo dài 2 tiếng đồng hồ vào tối hôm 2 tháng 3, người dân đảo Sumatra, Indonesia đến hôm nay đã trở lại cuộc sống bình thường. Chính phủ cũng đã hủy cảnh báo sóng thần trong khu vực. Tại thành phố Padang, thủ phủ tỉnh đảo Sumatra, Indonesia, cuộc sống bình thường đã trở lại sau khi động đất ngoài khơi thành phố Padang tối 2 tháng 3 khiến người dân phải sơ tán. Trận động đất 7,8 độ Richter kéo dài 2 tiếng đồng hồ gây ra lo ngại về nguy cơ sóng thần. Tuy nhiên, cảnh báo đã được hủy bỏ. Trận động đất cũng không gây thiệt hại cơ sở vật chất trong vùng, ngoài trừ việc gây ra ách tắc giao thông. Thực tình tôi cũng có lo ngại động đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cho nên chúng tôi phải luôn cảnh giác. Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Indonesia ban đầu báo cáo có thương vong. Tuy nhiên, báo cáo này đã được hủy bỏ và đến tuyên bố cuối cùng thì cơ quan này cho biết không xảy ra thiệt hại nào về người và của. Thưa quý vị, vào hôm qua thì người dân New Zealand đã tiến hành bầu cử vòng thứ hai để quyết định xem có nên giữ nguyên quốc kỳ hiện tại hay thay mới. Kết quả của cuộc trưng cầu dân ý về việc thay đổi quốc kỳ tại New Zealand sẽ được thông báo vào ngày 24 tháng 3 tới. Truyền thông New Zealand cho biết kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 30 tháng 3 sau khi kết quả bầu cử của người New Zealand sống tại nước ngoài được thống kê. Quốc kỳ hiện tại của New Zealand có hình cờ hiệu của Liên hiệp Vương quốc Anh Union Jack nằm một góc phía trên, bốn ngôi sao đỏ thể hiện hình chòm sao phương Nam, ý chỉ New Zealand tọa lạc tại phía Nam Thái Bình Dương. Những người muốn thay đổi quốc kỳ mới này cho biết lá cờ hiện tại quá giống cờ Úc và gợi nhắc New Zealand từng là thuộc địa của Anh. Có hàng chục ngàn thiết kế quốc kỳ mới đã được gửi đến chính phủ nước này, trong số đó có 5 lá cờ được chọn lọc để người dân bầu chọn. Thiết kế có một cành dương sĩ trắng và 4 ngôi sao đỏ trên nền xanh dương và đen đã giành được nhiều phiếu bầu nhất trong đợt trưng cầu dân ý giai đoạn 1. Cuộc trưng cầu dân ý này sẽ tiêu tốn của New Zealand hết 17 triệu đô la và cũng bị nhiều người chỉ trích. Theo truyền thông địa phương, Thủ tướng New Zealand John Key vẫn còn đang rất phân vân về quyết định thay đổi quốc kỳ. Airbus vừa chuyển giao trung tâm phân phối máy bay thân rộng đầu tiên của hãng bên ngoài châu Âu cho Trung Quốc, đồng thời cho rằng nền kinh tế đang giảm tốc không có tác động nghiêm trọng nào đến thị trường máy bay. Airbus dự đoán thị trường hàng không Trung Quốc sẽ không bị tổn thương bởi suy thoái toàn cầu do nhu cầu du lịch quốc tế ngày càng tăng. Đúng là kinh tế toàn cầu đang lao dốc, nhưng không phải ở Trung Quốc. Với mức tăng trưởng 10% hàng năm, chúng tôi tin rằng trong 5 năm tới, thị trường Trung Quốc sẽ rất quan trọng và đầy tiềm năng. Airbus cho rằng Trung Quốc sẽ cần thêm 5.400 máy bay trong vòng 20 năm tới. Hãng cũng đang nghiên cứu để tăng sản lượng sản xuất tại dây chuyền lắp ráp máy bay A320 tại Trung Quốc. Khi được hỏi về ý định mở thêm nhà máy lắp ráp máy bay thân rộng tại Trung Quốc, CEO Fabry Rieger không loại trừ khả năng đó, nhưng cho rằng cần có nhiều hơn để đặt hàng loại máy bay này. Lượng khách Trung Quốc du lịch nước ngoài đã đạt 100 triệu người vào năm 2014. Các hãng hàng không tại đây đã đặt hàng Airbus và Boeing hàng trăm chiếc máy bay với tổng trị giá 10 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các tin tức đáng chú ý khác của thị trường Việt Nam trong phần tiếp theo. EU tăng tần suất kiểm tra với các lô hàng rau quả nhập khẩu từ Việt Nam. Đại diện Hiệp hội Nhựa nhận định ngành nhựa vẫn đứng vững trên sân nhà dù gặp cạnh tranh gay gắt.